Giới thiệu anh em đây là bộ đèn đuôi tích hợp đèn mây xi nhan stop của dòng xe mô tô Ducati Hypermota. Rồi, ở đây bây giờ mình thử đây là đèn mây nè. Rồi bật xi nhan này. Xi nhan bên nào thì bên đó chớp mạnh ha. Rồi bên kia. Bên còn lại vẫn sáng đèn mây ha. Rồi, tắt đi, nó xi nhan. Bóp phanh. Nó phanh thì đèn đuôi sẽ chớp hiệu ứng mô tô F1. Rồi, ok. Đó. Đối với dòng xe Ducati thì điện nó rất là hay báo lỗi nha anh em. Nhưng mà mình độ chế đây thì hoàn toàn ok, không có bất cứ lỗi lầm gì hết ha. Rồi. Rồi còn trường hợp mà bị lỗi thì nó sẽ báo lỗi như sau. Đó, Đấy. error ha, error. Rồi tắt khóa mở lại. Nó phanh nè. Error ha. Mở. Không lỗi nha, bóp phanh lỗi. Đây là bộ đèn đuôi của chiếc Ducati đó đã được mod lại ha. Này anh em đó, này bộ đèn đã được mod lại thì cái rắc zin vẫn giữ nè, và mình bổ sung thêm hai đường xi nhan làm dây rắc độ kỹ lưỡng nè, chống nước đồ đàng hoàng nha. Bóc vô đi vô đi xuyên qua cao su chống nước của zin của xe. Rồi, đảm bảo chống nước. Bộ đèn sau khi làm lại thì cũng sẽ được độ keo lại như zin bình thường. Rồi, anh em nó vô cùng gọn đẹp. Không có dây nhợ rườm rà mất thẩm mỹ. Anh em ở xa có thể gửi chó về cho shop mà shop làm xong như thế này và gửi lại cho anh em có thể tự câu. Đây. Nó cắm cái một cái rắc này vào cái rắc zin cũ, và cái rắc xi nhan thì mình chỉ lấy hai dây lửa xi nhan đưa vào đây xong. Đó, kết thúc. Đó, cảm ơn anh em nhiều.